Chiều ngày 12 tháng 6, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ tư năm 2024. Trong giai đoạn 2019-2024, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể huyện Vĩnh Thạnh luôn quan tâm công tác chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc ngày càng ý thức cao trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến nay, huyện có 93 hộ dân tộc thiểu số vay vốn với tổng dư nợ gần 2 tỷ đồng. Huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án nhằm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, gắn liền với các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2019, huyện có 55 hộ nghèo, đến nay giảm chỉ còn 4 hộ nghèo. Huyện Vĩnh Thạnh có 40 công chức viên chức là người dân tộc Khmer. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất chọn cử 9 đại biểu có một dự khuyết dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện tham dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen 19 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện.